Theo camera hành trình ghi lại, khi đang lưu thông một cách chậm rãi, bất ngờ xe tải vượt lên chen vào giữa hai xe, khiến chiếc xe phía bên ngoài phải lập tức phanh gấp để tránh tai nạn. Chiếc xe vượt ẩu cũng bị mất tay lái và suýt va phải chiếc xe cùng chiều. Theo dõi qua camera xe phía ngoài mới thấy tình huống bất ngờ và nguy hiểm như thế nào. Ngay lập tức, bài đăng nhận được nhiều bình luận của các tài xế trong cộng đồng camera giao thông. Nhiều ý kiến cho rằng cũng may tài xế xe tải tay lái cứng, xử lý tốt. Trường hợp giật mình mà đạp phanh là rất có thể xảy ra lật xe. Trong một tình huống vượt ẩu nguy hiểm khác, mặc cho hàng dài xe đang di chuyển nối đuôi nhau, chiếc ô tô ngang nhiên lấn sang làn đường ngược lại để vượt. Vài giây sau đó, chiếc xe này suýt va chạm với một xe máy ngược chiều. Nhiều ý kiến cho rằng xe khách đã cố tình đánh lái để không cho xế điên vượt ẩu. Rất may chỉ xảy ra va chạm nhẹ và không gây thiệt hại nào về người. Thế nhưng hành vi vượt ẩu của nhiều tài xế đặc biệt gây nguy hiểm cho chính tài xế và người tham gia giao thông. Theo quy định, trường hợp gây tai nạn giao thông do đi sai làn đường bị xử phạt hành chính lên đến 12 triệu đồng và tước bằng lái xe đến 4 tháng.